Có gì trong tủ bánh canh 200k nhỉ? Này bánh canh đang hot hay sao mọi người? Lướt top top ở đâu cũng thấy hết, nhưng mà mình là một người ham vui nên là mình phải thử ngay nè. Quán này thì ở 206 Tôn Đản nha. Bánh canh được mang ra siêu nhanh luôn, được đựng trong cái niêu đất đó mọi người, nên là còn sôi sùng sục nóng hổi luôn á. Sơ qua là thấy hấp dẫn rồi đó. Sẽ thử nước dùng trước khi vắt chanh ớt vào nha. Dùng ở đây thì không quá sệt nhưng mà đậm đà và thơm nè. Bánh thì siêu nhiều luôn, có tôm càng to này, chả thịt ở trong mai ghẹ này, còn có cả bào ngư này, hai miếng thanh cua nha. Xong rồi lại có nấm đông cô, nấm rơm, nhiều nấm lắm luôn đó mọi người. Có ốc này, có sò điệp này, và hơi bị nhiều đông trùng hạ thảo luôn. Vì thích ăn đông trùng hạ thảo nên là thấy nhiều nên là mình khoái rồi đó. Mà thịt cua với thịt ghẹ xé nhiều lắm luôn á mọi người. Ý hả, bánh canh ở đâu luôn á. Còn đây là cái tô thấp nhất ở đây nha, 50k nè. Topping khác hẳn cái tô 200k mọi người. Nhưng mà mình thấy cũng chất lượng lắm luôn á. Tôm có thịt có trứng nữa, chả nữa cơ. Cũng siêu nhiều thịt xé với lại nấm nữa. Sau khi khám phá các loại topping xong mình bắt đầu ăn nè. Mọi người mà đi 2-3 người á, gọi hai phần này ăn được nha, ăn chung được nha. Quán có mang lên cho mình hai cái bát nhỏ để mình ăn á. Ra là ăn thôi. Mình thấy nước dùng ở đây khá là đậm đà và ngon. Topping hải sản thì tươi nè. Cái nước bánh canh nó không bị lở á. Đây có nhiều mức giá lắm mọi người, từ 50k tới 200k nha. Nước chấm thì được đựng trong một cái chai màu xanh để riêng nè, gọn gàng lắm luôn ha. Khá là ngon, chua chua cay cay á. Có cả nước sâm nữa, cũng ngon luôn, mọi người nên thử ha. Nếu mà thèm bánh canh cua thì nên ghé đây thử nha. Bye bye.